Thưa đại chúng, chúng ta nhớ rằng chính kinh của Phật không chấp về phương hướng. Đại chúng nhớ chưa? Cho nên đối với đạo Phật, phương hướng phong thủy không phải là cái gốc. Những năm gần đây thì cái môn phong thủy rất thịnh hành. Thế nhưng bản thân chùa mình thì các thầy cũng vẫn phải đi lễ giải những cái phong thủy như vậy. Khổ lắm, thầy nói đi vào trong một cái doanh nghiệp, đến phòng anh giám đốc, cái phòng rất là đẹp, tự nhiên thấy cái bàn của anh quay chéo ngoèo này, ngồi nó chả đâu vào mấy đâu cả, mà thầy có phải hợp cái hướng này nó không trang nghiêm một chút nào cả, rất là dở. Thế vào nhà cũng thế, cái bàn thờ, đáng nhẽ bàn thờ người ta tựa vào cái tường cho nó ngay ngắn, thì bảo bữa cái tường nó không hợp hướng, cái đằng ấy không hướng, lại quay chéo cái bàn thờ như thế này, nhìn vào góc nhà. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng mà Phật thì đâu có, Phật cấm chư tăng không được xem thiên văn địa lý phong thủy, vì Phật biết cái đó không phải là gốc. Mà Phật nói là gì? Tâm thủy hơn phong thủy. Đại chúng nhớ nhỉ. Cái người có phước đức ấy, họ ngồi hướng nào thì hướng ấy cũng thành tốt. Còn vô phước ấy thì ngồi hướng nào cũng chết. Đấy, mấy anh ở trong tù bây giờ nó quay hướng đông, hướng tây, hướng nam, nó có ra khỏi tù không đại chúng? Nó bảo còn cái mấy anh đầu trộm đuôi cướp nhốt trong tù bây giờ, phải thầy tuổi con phải ngồi hướng này, anh cứ ngồi hướng đi xem anh có chóng được ra tù không. Nếu không tu hành, không cải tạo cho tốt, có chóng được ra tù không? Đấy, chúng ta thấy nó vô lý. Đấy, cho nên ấy, ngày xưa câu ca dao đấy, hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Nha, nó như vậy. Nhá, cho nên hôm nay ấy, thầy cũng nói rõ để toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta không đặt nặng cái chuyện phong thủy. Cái chữ phong thủy là gió, là nước. Chúng ta có quyền, chúng ta chọn. À, ví dụ chùa mình đây, cái núi ở đằng này, thầy chọn hướng chùa thế này là phong quang mát mẻ, là đúng, là được. Thế là được. Tất nhiên không ai dạy lại đi quay mặt chùa vào núi, đúng không? Không ai làm thế cả. Đây là người không có trí tuệ. Đấy, thì đấy gọi là chúng ta dùng, biết dùng phong thủy đấy. Thế thôi. Cho nên đúng là như thế. Thưa đại chúng nhé, mà chúng ta tin lời Phật đấy. Cho nên Phật dạy cái người có phước đức thì họ ở chỗ nào đất đấy cũng thành tốt. Đức Phật ngồi đâu thì chỗ đấy trở thành đất cát địa, cát tường. Nghe không? Còn chúng ta không có phước, chúng ta muốn chạy lên cái chỗ đất tốt để mà ngồi thì chúng ta cũng chết sớm thôi, không thể được. Cho nên đất chọn người là như vậy đấy. Người có phước thì ở cái đất đất địa linh, đất tốt. Người không có phước thì không thể ở chỗ đó được, ở cũng không ổn được. Đấy, cho nên như vậy thì chúng ta thấy thế nào? Đất đai, hoàn cảnh nó thuộc về gì? Thuộc về y báo của chúng ta. Chúng ta là chính báo. Cái chính quyết định cái y, cái người quyết định cái áo. Nghe không? Cái người quyết định cái áo. Con người là chính báo, hoàn cảnh của người đó là y báo. Quý thầy vẫn ví dụ đấy, con lợn thì y báo của nó phải là chuồng phân, là vũng nước bẩn. Đấy, con người thì phải là cái nhà như thế. Cho nên chúng ta đến nhà biết được người. Thập phương người ta đến chùa mình, người ta thấy cơ cảnh chùa mình như này, người ta cũng phải biết được chư tăng chùa này thế nào, Phật tử chùa Ba Vàng này thế nào mới có cái cảnh chùa như thế này. Chứ bây giờ chư tăng chùa mình lôi thôi, Phật tử cũng lôi thôi, tu hành lôi thôi cả, thì làm sao cảnh chùa nó thanh tịnh như này được. Đấy là y và chánh báo đấy, rõ ràng như vậy nhá. Cho nên chúng ta phải khắc vào trong tâm mình, tin chắc điều này. Ở đây cũng có các Phật tử là doanh nghiệp, không đặt nặng cái chuyện phong thủy nữa nhá. Trước đây thầy cũng có tìm hiểu một chút phong thủy, nhưng mà nó miên man nhiều thứ lắm, nó rất phức tạp, không phải chuyện đơn giản đâu. Thế cho nên ý, Phật mới dạy tâm của các ông hơn là phong thủy, gọi là tâm thủy hơn phong thủy. Tâm thủy mới quyết định phong thủy. Hãy tu tâm cho tốt, tích lũy đầy đủ công đức phước báo thì cảnh nó sẽ chuyển. Đó, nó sẽ chuyển. Dân Việt Nam tâm như thế, đức như thế, phước như thế thì sẽ hưởng cái mảnh đất chữ S này. Nghe không? Dân ở Mỹ tâm như thế, phước như thế, đức như thế, nó sẽ hưởng cái mảnh đất ở Mỹ. Đó,
dân Thụy Điển tâm như thế, phước như thế, đức như thế, nó sẽ hưởng cái mảnh đất Thụy Điển khác nhau. Đó. À, ở ngay trong đất nước Việt Nam này, phải không? Cái người xứ Bắc tâm như thế, phước như thế, đức như thế thì hưởng cái đất như thế này. Người ở Thanh Hóa, Nghệ An tâm như thế, phước như thế, đức như thế thì hưởng cái đất như thế. Mỗi mỗi lời mỗi khác. Nghe không? Đấy. Thế chúng ta thấy nó rõ ràng. Cho nên ý, cái nghiệp ý, nó quyết định chúng ta. Mà nghiệp ấy từ tâm chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta sinh ra. Nghe không? Để đại chúng hiểu nhé. Còn về phương hướng thì chúng ta đã biết rồi. Cái phương hướng này là tương đối. Người đứng ở đằng này thì bảo đằng này là đằng đông. Người đứng ở đằng này thì lại bảo đằng này là đằng tây. Nghe không? Phương hướng không cố định. Trái đất nó quay như thế này, có đâu là cố định đâu. Đó, rất rõ ràng. Trong cái vũ trụ mông manh như thế này, lấy đâu gọi là một phương hướng? Nhìn đâu á, chúng ta thấy, chúng ta mà rơi vào giữa không trung này thì ta bảo đâu là hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc? Vũ trụ là vô hướng, hay gọi là vô số hướng cũng được. Vô số hướng cũng đồng nghĩa với không có hướng. Đại chúng thấy không? Tức là nó có vô số hướng, gọi là nhiều chiều, không phải không gian 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, mà vô số chiều. Cũng tức là không có chiều, gọi là vô chiều, vô cực. Nó phải đúng nghĩa là như vậy. Cái hướng là chúng ta đặt ra thôi. Nhá. Thế cho nên các Phật tử như này đã hiểu này rồi, ta không đặt nặng về việc phương hướng phong thủy nữa. Nghe không? Cho nên Thầy vẫn nói các Phật tử trong nhà thiết lập bàn thờ, không cần phải cầu kỳ gì cả, xem tuổi con hướng gì. Nghe không? Bây giờ mình ấy, là chủ nhà thì mình tuổi này hướng này, mai mốt thằng con mình chết, thằng con mình nó lại xoay bàn thờ hướng khác vì nó tuổi khác. Thằng cháu mình nó ở nhà đấy lại xoay kiểu khác. Thế là cứ xoay tứ tung, cuối cùng xoay bàn thờ vào chính cái cửa giữa này thì bày làm sao được. Đấy, bàn thờ mình đặt vào cái cửa này thì bày làm sao. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nó không hợp lý. Đã. Cho nên ý, cái việc chúng ta đặt bàn thờ ở nhà, chọn chỗ nào là trang nghiêm nhất, nhà cung kính nhất, chúng ta đặt. Đã. Không để nó nhìn vào cái chỗ dâu ế như phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ của vợ chồng. Ví dụ như sáng nay cụ Như, cụ Bạch với Thầy đấy, trước đây cụ thờ Phật ở tầng 4. Cụ lúc khỏe thì thờ tầng 4, thì bây giờ già yếu không leo lên tầng 4 được. Bạch Thầy là con muốn chuyển ban thờ xuống tầng 2 được không? Thầy bảo được. Các cụ bảo là con đâu cha mẹ đấy. Đấy. Thế bây giờ Phật là cha mình, bây giờ con yếu không đi được thì Phật theo mình, Phật xuống tầng 2. Phật không chấp đâu. Mà mình chân yếu không leo tầng 2 thì Phật xuống tầng 1. Được hết. Phật cũng hoan hỉ. Nó muốn tu mà nó không leo được tầng 2, nó ở tầng 1 thì xuống tầng 1 với nó. Thế là để cha mẹ theo. Nghe không? Không có vấn đề gì. Miễn là tầng 1 mình cũng chọn chỗ nào trang nghiêm nhất, sạch sẽ nhất, cung kính nhất, mình đặt ban thờ vào đấy là được. Nghe không? Đấy, chúng ta phải hiểu cái việc như vậy, để tâm mình nó không sinh ra những cái phiền là được. Tâm mình an là tốt.